Xin được kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Bây giờ cũng đã là ngày 20 Tết rồi. Còn 10 ngày nữa thôi là kết thúc năm 2021. Một cái dấu mốc cũng khá là quan trọng đúng không ạ? Tại vì chúng ta có một năm cứ cày thôi, đi làm suốt quanh năm. Thật ra thì bây giờ Tết cũng chẳng có nhiều người có nhu cầu Tết lắm đâu, nhưng mà vẫn có một phải có một cái dấu mốc để đánh dấu những cái nấc thang mình đã làm được trong năm qua đúng không ạ? Vẫn phải có một cái mốc thời gian để cho chúng ta biết là chúng ta cũng đã già đi và năm nay chúng ta làm được cái gì và có được những cái gì. Rồi thì Tết cũng là thời gian để chúng ta ở những người đi làm xa về đoàn viên bên gia đình hạnh phúc của mình. Cuối năm nay thì không giống như năm ngoái. Năm ngoái thì bên em cũng còn nhiều xe hơn là năm nay. Như mọi người biết thì cửa hàng bên em thì lúc nào cũng trong tình trạng là cháy hàng. Tức là nhập vào còn không kịp để mà bán ra. Thì hiện tại một cái cửa hàng to như này, nhưng mà trước mắt thì em chỉ còn có 4 xe để bán cho mọi người thôi. 5 xe, chuẩn xác thì em còn 5 xe ở đây, 5 xe tại cửa hàng. Và một số xe nữa thì em đang để ở các showroom khác và các anh em đồng nghiệp. Rồi thì ở xưởng dịch vụ đó. Ở cửa hàng thì nó trống như này này, rất là buồn. Một số xe ở trong này thì em bán cả rồi mới nhá. Maraba này, Peugeot 5008, Cerato bên kia là một chiếc VinFast 2021 thì em bán rồi. Sáng nay em giao 3 xe và nhà thì trống tuếch luôn. Đó. Đây là một chiếc VinFast. Xin lỗi mọi người, đây là chiếc BMW BMW 320i sản xuất năm 2013. Màu xanh ạ. Còn lại 1-2 chiếc, 3 chiếc ở bên kia trên thì em có giới thiệu mọi người biết rồi, nắm được thông tin hết rồi. Hôm nay em quay chiếc này cho mọi người xem thôi. Đó. Để cho mọi người lựa chọn một chiếc xe đi Tết thì chiếc này cũng khá là hợp lý đấy ạ. BV 320i sản xuất năm 2013, màu xanh ạ. Đó, màu xanh. Ở thời điểm này nếu như mà anh chị nào mua ấy thì gần như là chỉ còn phương án mua trả thẳng thôi. Chứ còn cận Tết như này nếu muốn mua trả góp thì chắc phải hẹn qua lễ thôi, qua Tết thôi. Chứ còn bây giờ bảo làm Tết luôn thì làm trước Tết, lấy xe luôn trước Tết mà làm trả góp. Chiếc xe BV này 2013 như này thì hơi khó. Đó. Cho mọi người xem qua nhá. BV thì form dáng nó không thay đổi nhiều, rất là đẹp và rất là giữ form. Mình mua BV thì giữ form được rất là lâu. Ví dụ kể cả những chiếc đời rất là sâu bây giờ nhìn nó cũng na ná giống chiếc này thôi, không khác gì nhiều. Màu xanh BV 320i sản xuất năm 2013, biển số Hà Nội, chạy được 8 vạn km. Đó, màu xanh ạ. Chiếc này thì gần như là thiên về cảm giác lái là nhiều. Và anh em nào mà chạy BV thì biết riêng dòng này là chỉ thiên về cảm giác lái thôi. Tại vì những cái option bên trong cũng như là các cái nút bấm rồi mọi thứ nhìn nó rất là đơn sơ, đơn giản, không quá là cầu kỳ. Cái mà để mang lại giá trị cốt lõi cho nó là một chiếc xe có khả năng vận hành êm ái, mượt mà, trơn tru. Và có rất rất nhiều những cái công nghệ đời mới. Đó. Về nội thất của BMW thì mọi người biết rồi, một loại da cực kỳ cao cấp. Kể cả những chiếc xe đời 2007-2008 nhưng bây giờ nội thất vẫn còn rất là đẹp. Chiếc này của em cũng không nằm ngoài lệ. 2013 và nội thất thì siêu mới luôn. Rất là đẹp vì cái chất liệu da rất là tốt. Trần xe thì còn sáng và sạch nhá mọi người nhá, yên tâm ạ. Thời điểm này thì thậm chí xe cũng không còn nhiều, không mua nổi xe để bán. Ghế bên trong này rất là mới và đẹp luôn. So với một chiếc xe ví dụ như từ 2013 thì rất là nhiều dòng sẽ nội thất nó sẽ xuống rất là nhiều. Đó. Tuy nhiên là dòng này thì rất là mới này, mọi người nhìn của em. Những phím bấm ở đây thì nó đơn giản thôi, nhưng mà nó thể hiện một phong cách rất là nam tính.
ra để trải nghiệm một chiếc xe cái tầm tiền loanh quanh trên dưới 600 triệu, từ 600 đến 700 triệu mà chúng ta chạy BMW thì vẫn là một cái gì đó khác biệt. Và cái cảm giác lái thì em chắc chắn luôn là trong cái tầm tiền này gần như là không có chiếc nào có thể có cái cảm giác lái tốt hơn cái dòng này. Nếu như mà các bác hay chơi cái dòng B ấy, thì mọi người sẽ biết những cái dòng như thế này ấy, giá rất là rẻ mà lại được cái giá trị thiết thực hơn. Và gần như là chi phí mình bỏ ra, mình bảo dưỡng sửa chữa thì nếu như biết về xe ấy, mà chơi xe ấy, thì không hề đắt một chút nào. Hai nữa nhá, mà chúng ta lại được sử dụng những chiếc xe thương hiệu hạng sang BMW, nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức nữa. Thêm một điểm cộng nữa nhá, nếu như mà chơi dòng này ấy, thì cái giá của nó cũng rất là giữ giá đấy, không mất giá nhiều đâu, không trượt giá nhiều. Các bác mà chơi những cái loại mà đời siêu lướt ấy, thì tất nhiên rồi sẽ phải mất giá nhiều hơn. Những dòng này thì rất là giữ giá luôn. Mà cái giá trị nó mang lại thật sự luôn là thiết thực, chạy rất là thích. Chiếc xe này của em thì hiện tại chạy được 8 vạn km, 87.000 km mọi người nhá, 87.000 km ạ. Đây thì có màn hình LCD đó. Tất cả các phím bấm bên trong thì còn rất là mới luôn, và có đèn auto. Đó. Ở phần cốp thì cũng khá là rộng rãi để cho mọi người có thể để đồ rồi đi du lịch thoải mái. Với cái tầm tiền từ 600 đến 700 triệu thì BMW 320 2013 như chiếc này của em vẫn là một sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo. Hiện tại thì em đang bán chiếc BMW 320i sản xuất năm 2013, màu xanh, biển số Hà Nội, chạy được 8 vạn km. Giá bán bên em đang bán ở trên thị trường là 686 triệu mới nhá, 686 triệu. Khi mua xe của bên em thì anh chị sẽ được đảm bảo về mặt chất lượng, xe không đâm đụng, không phản, không ngập nước, và máy móc nguyên bản, xe không có phạt nguội, không tranh chấp, hồ sơ pháp lý rõ ràng. Khi nào sang tên chính chủ mới cần phải thanh toán hết tiền đó. Cảm ơn mọi người đã đồng hành em cùng em ở trong video này. Mọi người cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh YouTube này của em để có thể cập nhật được thông tin mua bán xe ô tô bên em. Ngoài ra nữa thì nếu như mọi người dùng Zalo hoặc Facebook thì vẫn có thể follow em qua hai kênh mạng xã hội này với tên là Song Thảo mọi người nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.